cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo quy hoạch tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên sẽ có 4 tuyến cao tốc chạy qua với tổng chiều dài khoảng 95 km. Vậy đó là những cao tốc nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng CT04. Tuyến có điểm đầu vành đai 3, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đến điểm cuối cảng Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có điểm đầu km 6+200 thuộc địa phận xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, điểm cuối km 32+750 thuộc địa phận xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, chiều dài khoảng 26,55 km. Quy mô 6 làn xe, cao tốc này đang được vận hành và là một trong những tuyến cao tốc hiện đại nhất Việt Nam. Cao tốc vành đai 4 CT38, tuyến có điểm đầu đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đến điểm cuối cao tốc Nội Bài - Hạ Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, đoạn qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, điểm đầu xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang giáp danh với thành phố Hà Nội, điểm cuối xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm giáp danh tỉnh Bắc Ninh, chiều dài khoảng 19,3 km, quy mô 6 làn xe. Đường lõi cao tốc của vành đai 4 sẽ sớm được khởi công, còn đường song hành hai bên đã được tỉnh Hưng Yên triển khai xây dựng từ cuối năm 2023. Cao tốc Chợ Bến Yên Mỹ CT14. Tuyến có điểm đầu Chợ Bến giao với vành đai 5 Hà Nội đến điểm cuối Yên Mỹ giao với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hưng Yên. Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Hưng Yên, điểm đầu xã Chí Tân, huyện Khói Châu, điểm cuối giao với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại nút giao Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, chiều dài khoảng 12 km, quy mô 4 làn xe, giai đoạn sau 2030. Tuy nhiên, tỉnh Hưng Yên đang xin chủ trương đầu tư trước đoạn đi qua địa bàn tỉnh. Đoạn này đang có phiên hiệu là DT384B. Cao tốc Hưng Yên - Thái Bình CT16. Tuyến có điểm đầu giao đường vành đai 4 tại Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến giao đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Hưng Yên được nâng cấp từ tuyến DT379 và đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Rẽ - Ninh Bình. Điểm đầu tuyến từ nút giao với vành đai thuộc xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, điểm cuối xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, chiều dài khoảng 37,1 km, quy mô 4 làn xe, giai đoạn đầu tư sau năm 2030. Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hưng Yên sẽ phấn đấu sớm nâng cấp đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh lên thành cao tốc vào năm 2025. Thực tế, hiện nay, đoạn tuyến DT379 đã được nâng cấp 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, còn đoạn tuyến đường nối hai cao tốc cùng đường bên đang khai thác lên tới 10 làn xe. Phát biểu tại buổi lễ khánh thành đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Pháp Vân - Cầu Rẽ đầu tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cho chủ trương sẽ nâng cấp tuyến đường này lên thành đường cao tốc trong thời gian ngắn nhất. Đây cũng là theo quy hoạch chung của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt để xây dựng tuyến đường cao tốc Hưng Yên - Thái Bình. Theo quy hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuyến đường này sẽ được nâng cấp lên thành đường cao tốc vào năm 2026 và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của tỉnh và liên kết vùng. Hiện tại, sau khi thông xe vào cuối năm 2023 và khánh thành tháng 7 vừa qua, tuyến đường nối hai tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có 16 km được mở rộng từ 2 lên 4 làn mỗi chiều, cho phép các phương tiện chạy với tốc độ 80 km/h, 7 km nữa đang giải phóng mặt bằng và sắp triển khai. Bên cạnh đó, sẽ có các đường nhánh để kết nối với các khu cụm công nghiệp và các huyện, thành phố nhằm thúc đẩy toàn diện kinh tế xã hội các địa phương này. Đơn vị thi công giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của đường nối hai cao tốc là Công ty Xây dựng Xuân Trường khẳng định các yếu tố cần và đủ để nâng cấp tuyến đường này lên thành đường cao tốc theo quy hoạch đều đảm bảo, nhất là về mặt bằng quy mô dự án. Cơ bản là đã đủ điều kiện lên cao tốc rồi. Đấy, giờ chỉ Bộ Giao thông và tỉnh chỉ đầu tư thêm một số các cái nút giao về phía Hưng Yên là tôi nghĩ là chỉ trong vòng một năm. Đấy, đường hai bên là có rồi, là đường gom là có rồi, còn trục đường giữa chính là đường cao tốc. Đấy, chỉ là làm nút giao vượt là trong một năm. Nếu mà tỉnh bắt tay ngay từ bây giờ, tôi chỉ nghĩ là cuối sang năm sẽ trở thành cao tốc. Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh có công văn trình Bộ Giao thông Vận tải để cho phép tỉnh Hưng Yên nâng cấp tuyến đường này lên thành đường cao tốc. Tỉnh Hưng Yên thì cũng đã triển khai là đầu tư các cái tuyến đường, các cái cầu vượt cho người đi bộ, và cũng sẽ đầu tư cái
rút ra khỏi tuyến đường nối cao tốc Nội Phòng và Dĩnh Bình với tuyến đường tỉnh 3377. Bên cạnh đó thì Sở Giao thông Vận tải cũng đã tham mưu đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tức là đầu tư nút giao của tuyến đường cao tốc Nội Phòng và cầu rẽ Ninh Bình với tất cả các cái tuyến quốc lộ như quốc lộ 38B, quốc lộ 38C cũng như đường huyện 70, đường trục chính của khu đại học Phú Hiến để làm sao cho là toàn bộ của tuyến đường này là sẽ đủ điều kiện để trở thành cái đường cao tốc CT16 vào cuối năm 2025. Theo kế hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, tỉnh Hưng Yên sẽ có 4 cao tốc chạy qua địa bàn, trong đó cao tốc Hà Nội Hải Phòng đã hoàn thành, cao tốc đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đang được triển khai, cao tốc Yên Mỹ Chợ Bến nằm trong giai đoạn 2025-2030. Còn đối với việc nâng cấp đường nối hai cao tốc lên thành cao tốc sẽ được triển khai trong thời gian sớm nhất. Hy vọng đây sẽ là cú hích để Hưng Yên phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ và đô thị trong tương lai gần. Tỉnh Hưng Yên được Quốc hội bàn giao chủ quản dự án thành phần 1.2 giải phóng mặt bằng, dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành thuộc dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài 19,3 km, đi qua 4 huyện Văn Giang dài 10,2 km, Khói Châu dài 0,57 km, Yên Mỹ dài 2,5 km, Văn Lâm dài 6,6 km. Tổng mức đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội 5.245 tỷ đồng, bao gồm dự án thành phần 1.2, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tổng mức đầu tư 3.740 tỷ đồng, dự án thành phần 2.2, thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống đường đô thị, đường song hành, tổng mức đầu tư 1.505 tỷ đồng. Kinh phí giải phóng mặt bằng từ ngân sách trung ương, kinh phí xây dựng hệ thống đường đô thị, đường song hành trên địa phận tỉnh Hưng Yên từ ngân sách tỉnh Hưng Yên. Tình hình thực hiện dự án tính đến ngày 10/10/2024 cụ thể như sau. Dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành đường đô thị địa phận tỉnh Hưng Yên đã được khởi công từ tháng 11/2023. Nhà thầu Lizen đã huy động được 32 kỹ sư, 176 công nhân, lái máy, thiết bị đã huy động bao gồm 17 máy đào, 13 máy ủi, 18 lu rung, 1 dây chuyền khoan cọc nhồi, 1 máy cắm bấc thấm, 1 dây chuyền thi công giếng cát, 1 dây chuyền thi công cọc xi măng đất để tổ chức thi công. Trên toàn tuyến đường song hành đã tổ chức 8 mũi thi công. Về mặt bằng thi công, chiều dài tuyến đã được bàn giao mặt bằng thi công 25,78/33,65 km, chiều dài tuyến chưa được bàn giao mặt bằng 7,91/33,65 km. Đến nay, khối lượng thi công các hạng mục chủ yếu đã đạt được. Đào nền các loại 25,78/25,78 km đạt 100%, công tác trải vải địa kỹ thuật 14,05/23,95 km đạt 58,66%, đắp cát nền 19,52/33,65 km đạt 58,01%, xử lý nền đất yếu bằng các bức thấm, giếng cát, đào thay đất, trụ đất, gia cố xi măng 7,82/9,576 km đạt 81,66%, đắp gia tải nền đường 2,82/5,3 km, cọc khoan nhồi 85/162 cọc đạt 52,46%, đúc dầm cầu 20/24 dầm đạt 83,33%. Trên tuyến đã triển khai công 1 vị trí cầu, 24 vị trí cống hộp đổ tại chỗ, 20 vị trí cống hộp đúc sẵn, đúc cấu kiện, đúc sẵn cống hộp lắp ghép. Dự án thành phần 1.2 bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên. Công tác di chuyển hạ tầng kỹ thuật đã di rời hệ thống điện 110 kV, 220 kV, 500 kV. Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ đã bàn giao mặt bằng 28/33 vị trí chân cột để nhà thầu tổ chức thi công. Nhà thầu tổ chức thi công móng cột đạt 14/33 vị trí. Dự kiến thời gian nhanh nhất để hoàn thành công tác di rời hệ thống điện 110 kV, 220 kV, 500 kV là đến tháng 1/2025, 6 tháng thi công liên tục. Về công tác giải phóng mặt bằng dự án, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích đất nông nghiệp, đất công, đang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở, đất doanh nghiệp. Đối với diện tích đất ở, các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, hiện tại đang tổ chức lập và công khai phương án bồi thường hỗ trợ, đang xây dựng phương án tái định cư. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hồi đất và bàn giao cho chủ đầu tư 202,9/225,9 ha, đạt 90%.
công tác di chuyển mộ mả đã di chuyển được 4.176 trên 4.207 ngôi mộ, đạt 99,3%. Trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện xây dựng 11 khu tái định cư và 7 khu cải tạo mở rộng nghĩa trang. Hiện nay, các khu cải tạo mở rộng nghĩa trang đã cơ bản hoàn thành. Các địa phương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng 11 trên 11 khu tái định cư.